Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà My. Và như đã hứa trên Instagram thì video ngày hôm nay sẽ là một video về cách dưỡng da body của mình như thế nào và cũng như cách mình trị lông tại nhà như thế nào. Và chúng ta hãy bắt đầu với video nhé. Bắt đầu với body care routine thì mình hay sử dụng sữa tắm em bé để không gây kích ứng cho da. Và sữa tắm mình thích nhất là sữa tắm của Johnson's mùi Milk and Rice. Thì khi mà mình sử dụng sữa tắm em bé thì lúc mà mình có những cái hạt mụn li ti ở trên cánh tay á thì những cái hạt mụn đó nó biến mất luôn. Và mình hay kết hợp sử dụng sữa tắm em bé cùng với găng tay tắm này thì sẽ tẩy tế bào chết nhẹ cho body của mình. Thì khi mà mình sử dụng dưỡng ẩm thì sản phẩm dưỡng ẩm nó sẽ vào sâu trong da hơn và da nó sẽ mịn màng hơn. Sau khi mình đã tắm và sử dụng sữa tắm em bé xong thì mình sẽ sử dụng body lotion. Và lotion mình thích nhất thì là cũng là lotion của em bé. Và cái điều mình thích nhất từ lotion này là nó rất là mềm, bị mùi hương thì rất là nhẹ thôi. Và nó khô nhanh, nhanh kinh khủng, nhanh cực kỳ. Và còn dưỡng ẩm đủ cho da của mình nữa. Và một tip khi mình sử dụng em lotion này thì mình sẽ bôi ở cổ trước khi đi ra ngoài và xịt nước hoa ở trên cổ. Thì khi cái mùi lưu hương của nước hoa nó sẽ giữ được lâu hơn nữa. Tiếp theo đó thì sẽ đến phần tẩy da chết. Mình sẽ tẩy da chết 3 lần một tuần. Và mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà nó có một cái hạt scrub nó hơi nặng đô một chút. Nó hơi cục cục đường, nó hơi to một xíu. Và đây là cái sản phẩm hiện tại mình đang xài và mình được tặng từ bạn của mình, là của Trinet, mùi tropical mango. Khi mà mình tẩy da chết thì mình sẽ chú ý những cái phần mà nó dễ bị sần như là phần mông nè, phần đầu gối và khuỷu tay. Thì mình sẽ tẩy da chết những cái phần đó nó kỹ hơn những cái phần còn lại trên cơ thể mình một chút. Bên hơn thì mình sẽ dành ra ngày tẩy da chết của cuối tuần để mình trị lông cho cả body của mình luôn. Và chúng ta hãy bắt đầu với phần thứ hai của video, đó chính là cách mình trị lông tại nhà như thế nào nhé. Theo mọi người cũng biết thì tình hình dịch ở Việt Nam rất là căng thẳng. Và trước dịch thì My đang có một liệu trình trị lông ở một cái spa quen của My. Nhưng mà do tình hình dịch căng thẳng quá nên là My đã quyết định đầu tư một cái em trị lông tại nhà này để My không có bị gian dở cái liệu trình của mình. Và cái sau một hồi research thì My đã quyết tâm là My mua cái máy Smooth Skin này. Là cái máy này đến từ Anh và cái máy này là hiện tại theo My được biết là cái máy trị lông tại nhà an toàn nhất và hiệu quả nhất bây giờ. Và My cũng mua ở trên cái Instagram này, My mua trên Instagram với tên là Vatico. Thì My được biết là Vatico là độc quyền sản phẩm của Smooth Skin. Do đó là My cũng có thể, nếu mà máy có vấn đề gì thì My có thể bảo hành ở Vatico. Nên là My cũng yên tâm phần nào. Tại vì cái máy này nó sẽ mắc hơn những cái máy triệt ở ngoài thị trường một xíu. Nhưng mà nếu mà My thấy nó hiệu quả và nó có bảo hành thì rất là xứng đáng. Trước khi đến phần sử dụng máy như thế nào thì mình sẽ nói sơ về máy và liệu trình điều trị một chút để mọi người có thể nắm rõ hơn. Máy Smooth Skin sẽ sử dụng công nghệ triệt lông màn ánh sáng IPL, có 3 chế độ triệt. Speed sẽ dành cho vùng nách và bikini, Gentle sẽ dùng cho những vùng trên mặt và môi trên. Chế độ Power sẽ dành cho những vùng lớn như tay và chân. Liệu trình sử dụng như sau: trong 12 tuần đầu, sử dụng 1 tuần 1 lần và sau đó lặp lại 2-4 tuần 1 lần. Ngoài ra, sự cải tiến của đầu máy đi kèm cũng giúp bạn linh hoạt hơn trong mỗi lần điều trị. Có thể hoàn hảo điều trị những vùng khó như là môi trên, nè, ngón tay hoặc là ngón chân nữa. Và Smooth Skin đã có sẵn và bảo hành tại Việt Nam nên mình sẽ không phải đợi lâu hay là đợi order đâu nha. Cách sử dụng thì rất là đơn giản. My sẽ tẩy da chết và sau đó cạo đi những cái vùng mà My sẽ chuẩn bị triệt. Như là hôm nay thì My sẽ cạo vùng tay của mình để bắt đầu triệt. Và chú ý là mình sẽ cạo và mình không nên wax lông. Tại vì wax lông thì nó sẽ không có đúng theo liệu trình nha. Mọi người chỉ nên cạo lông thôi. Và sau khi đã cắm điện thì chế độ đầu tiên của máy sẽ là chế độ power. Nó sẽ không hiện một cái đèn nào hết ở trên này. Và cái chế độ này thì sẽ dùng phù hợp để triệt những cái vùng như là tay và chân. Và hôm nay thì mình sẽ triệt tay và chân của mình. Nên đây là cái chế độ mà mình sẽ sử dụng. Nếu mà mọi người sử dụng triệt lông nách hay là bikini thì nó sẽ có cái đèn này, là cái đèn hình đồng hồ thì sẽ dùng cho triệt nách và bikini như lúc trước mình đã nói. Và đây là hình chiếc lá thì sẽ dành cho những vùng như là môi trên hoặc là những cái vùng trên mặt thì nó sẽ hơi nhạy cảm. Thì mình sẽ dùng chế độ gentle thì sẽ là có hình chiếc lá. Và hôm nay thì My chỉ dùng chế độ mốt bình thường này thôi. Và nó sẽ có một cái cảm biến ánh sáng ở đây. Thì khi mà cái đèn sáng nó đã đủ như thế này và nó sẽ hiện đèn trắng là da bạn đã được nhận biết từ cái máy này rồi. Thì mình chỉ cần ấn cái nút chữ S này để cho nó bắt đầu triệt. Và với những cái vùng da như da tay thì mình chỉ cần miết xuống và mi ấn là đã xong rồi.
Nếu mà những cái vùng mà nó hiện đèn đỏ như thế này thì là vùng da của mình nó chưa có được nhận biết từ máy, thì nó sẽ không có chịu được cái vùng da đó. Nên là mọi người chú ý di chuyển máy sao để khi mà nó hiện đủ cái đèn trắng này. Đối với những vùng như là bikini hoặc là vùng nách thì mình nên bấm thả từng vùng thay vì miết. Mình nên ấn những cái vùng mà phù hợp, sau đó thả và nhấp và thả thì nó sẽ không gây đau đớn cho da và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. My cảm ơn Vatico đã gửi đến các bạn của My ưu đãi đặc biệt cho chiếc máy này. Giá máy từ 11 triệu này chỉ còn 8 triệu mà thôi. Và cách mua rất đơn giản, mọi người chỉ cần ấn link My để bên dưới phần miêu tả và điền phong thông tin là đã có ngay máy Smooth Skin rồi. Và đó là cách mà My dưỡng da tại nhà cũng như là My triệt lông body tại nhà như thế nào. Như thường lệ thì My sẽ để hết những sản phẩm My sử dụng ở description box bên dưới, cũng như là link cho máy Smooth Skin ở bên dưới cho mọi người dễ kiếm nhé. Và nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì mọi người để ở phần comment bên dưới để My biết nha. Và My sẽ cố gắng trả lời từng comment về thắc mắc và câu hỏi của mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của My và hẹn mọi người trong video kỳ sau.